Nhà rất là to, quay cho quý vị xem ở vùng biên giới nông thôn như vậy mà có nhà cũng quá trời hoành tráng luôn quý vị. Chào quá trời, một cái cung điện luôn á. Tàu này đi thành phố Hồ Chí Minh được luôn cả nhà. Tiếp tục trên con đường đi đến biên giới của Bình Dương và Campuchia. A few moments later. Hiện tại mình đã tới nhà của một thằng em bên Đồng Lăng luôn nha quý vị. Sẵn dịp qua giới thiệu sơ cái Đoàn Lân cho cả nhà mình biết. Đoàn Lân nó cũng nhỏ, con chó quá. Ở đây có con ấy nữa hả? Có Đoàn Lân nhỏ, chó sủa quá. Đồng Lân ở quê. Có hai ông Lân hả? Dạ. Đúng là ở quê thì chứ quý vị. Tại ở đồng này cũng đông rồi. Quần đông rồi hả? Hai ông Lân đi đêm Tết đi múa dạo chơi. Nếu vậy đâu còn người đâu hả? Rồi tiếp tục hành trình, thằng em bên Đoàn Lân sẽ dẫn cả nhà cùng đi đến biên giới Campuchia nghe quý vị, để cho biết Campuchia ráp danh với bên Vĩnh Sương của tỉnh An Giang. Nó toàn là chữ miên không nè. Đây là biên giới hả? Đang biên giới là quý vị ơi, đang quá trời xà lan hả? Quá trời nhiều rồi kìa. Quá trời xà lan sáng cái mút mà. Đi lên cam chặn lại hả? Đó là cắt hơn, đó là đường đi bằng cả nhỏ. Đường này
Rồi qua tới Vĩnh Sương là đi qua là mới có bách bò hả? Bây giờ mình qua là người ở xã qua mới được anh. À. Người ở xã qua như là tốt 50 ngàn. Kiếm chỗ cắm trống ngoài nữa. Thầy có chéo không? Đâu. Bên kia là cam đó ha. Sốt rồi không? Đâu có thấy gì đâu trời. Xa bên trên kia nó còn thấy, xuống đây có thấy gì đâu. Đây là biên giới Campuchia mà lục quá không thấy. Bây giờ ở đây dưới đây quay không rõ cả nhà, bây giờ mình sẽ chạy cái gò cho nó cao. Cái gì? Đó nhà bốn thằng. Đâu, nhìn ra coi. Đó cái nhà đằng kia quý vị. Đây tối quá. Đó là nhà của bên Campuchia. Nhà đó của bên mấy người Trung Quốc. Nhà đó là bên Cam đó nha cả nhà. Casino hay sao của bên mấy người Trung Quốc. Cái nãy mình phòng chỉ để là được khó. Giờ mình sẽ dẫn cho cả nhà đi một vòng vành đai của biên giới của Campuchia và Vĩnh Sương tỉnh An Giang nha quý vị. Tiền này nó mở cửa nè, đây là cũng là cái cửa cái ấy phải không? Cắm quá câu cá hả? Cả nhà đấy không quá trời thào ghe và đánh này là gì khai thác cát đầu đầu chân xuống anh xuống rồi. Chở cho không có xe bự đi được. Đây là cửa khẩu
của Vĩnh Sương nè quý vị. Đây bên bờ Việt Nam rất là nhiều tàu múc cát luôn á cả nhà. Đây là cái chiếc tàu để mà chở khách du lịch. Đây là con sông Tiền nha quý vị, ở Vĩnh Sương. Thì nãy mình có chạy ngang cái cửa khẩu với lại đồn biên phòng Vĩnh Sương rồi cho cả nhà xem. Là của biên giáp danh biên giới Campuchia. Còn trước mặt quý vị đây là rất là nhiều những cái chiếc xà lan mà hút cát. Hình như bên bờ Việt Nam mình nhiều xà lan chứ bên Cam đâu thấy đâu ta. Bên khúc đằng kia kìa. Bên Cam Việt Nam có ít ha. Bên Việt Nam quá nhiều luôn rồi cả nhà.